Hariwon sắp chết cũng vượt qua được, bây giờ còn sợ cái gì nữa? Bây giờ người ta ghét rồi thì mình làm cái gì cũng ghét cả, nên tôi nghĩ bây giờ đừng có làm gì cho người ta nhắc tới nhiều thì sẽ tốt cho mình hơn, Hariwon bày tỏ. Showbiz Việt không giống với Hàn Quốc ở chỗ những thông tin chưa xác nhận vẫn đăng tải lên được, tức là không phải người nào cũng viết đúng, họ pha một chút muối, pha một chút đường, không cần phải biết ý kiến của người trong cuộc như thế nào. Nếu bên Hàn Quốc như vậy là sẽ bị đưa ra pháp luật và đụng đến danh dự của người ta. Còn ở Việt Nam, hình như chưa nghiêm khắc bảo vệ những trường hợp này. Tôi từng cân nhắc trước khi bước vào nghề này bởi nó thật phức tạp, thị phi nhiều lắm, ai rồi cũng biết điều đó. Có thể người lúc đầu rất thương mình nhưng sau đó tự nhiên lại đạp mình xuống một cách rất là dã man. Những lời đó tôi đều nghe hết rồi nhưng chỉ nghĩ đơn giản, sắp chết cũng vượt qua được rồi, bây giờ còn sợ cái gì nữa. Đó là tôi lúc mới bắt đầu bước chân vào làng giải trí Việt Nam. Những người cho rằng khi Hariwon có chút tên tuổi là thái độ chảnh chọe ngôi sao, thực sự là trước đây tôi vẫn như vậy thôi. Nhưng mà trong công việc tôi có làm căng hơn với người ta thì không sai, bởi lúc đầu tôi rất hiền đến mức người ta lợi dụng bắt tôi làm cái này, cái kia, trong khi những chuyện đó không phải là công việc của tôi. Dần dần sau này, không nói họ cứ mặc định những cái gì đó, làm tôi cả và cả ekip của tôi phải làm, rất là bất công, cảm giác như khi mình quá dễ với người ta, càng sai lớn. Trong khi tính tôi không chịu được như vậy, nên khi tôi nghiêm khắc với bản thân hơn là một cách làm việc tuân thủ đúng với những gì trong thỏa thuận, lại bị kêu là chảnh chọe hay sách. Thực sự mà nói bây giờ tôi cũng không biết vị trí của mình đang ở trong nghề là ở đâu. Vì cũng không thấy mình khắc trước đến bây giờ là bao nhiêu, chỉ cần biết lúc chưa cảm nhận được sự quan tâm, nhưng cũng bị chửi nhiều, thì đó cứ cố gắng hoạt động, còn người ta hiểu thế nào đành chịu. Việc của bây giờ là im lặng, cứ sống tốt, làm việc cho sản phẩm tốt, may ra có một ngày nào đó, cuối cùng người ta cũng, à, hóa ra cô ta không phải người như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.